để kiểm soát, xử lý có hiệu quả, góp phần từng bước ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường và cải thiện chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch số 1985 về tăng cường giải pháp kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trong cộng đồng. Sở Tài nguyên Môi trường triển khai có hiệu quả đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn nhằm giảm thiểu, cải thiện chất lượng môi trường nước hệ thống Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thẩm định chặt chẽ về môi trường các dự án đầu tư, kiên quyết từ chối tiếp nhận các dự án phát sinh nhiều chất thải, nhất là nước thải, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, xả thải trực tiếp ra hệ thống Bắc Hưng Hải và các sông nhánh. Tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ đối với các cơ sở có phát sinh lưu lượng nước thải lớn, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Có kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại làng tái chế Trì, xã Chỉ Đạo và tái chế nhựa thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Tăng cường giải pháp kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố ra soát đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường liên quan đến hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép, kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng sông thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, yêu cầu hoàn trả hiện trạng lòng sông, xác định xây dựng các điểm tập kết rác, khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung cách xa tuyến sông, kênh mương, phối hợp thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động xả thải của các doanh nghiệp, đơn vị có nguy cơ gây ô nhiễm.